từ xa quá hay. Đúng không? Đồ chơi. Cái này nghệ nhân là giao lưu bao nhiêu đấy ạ? Em đôi. 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Yeah. Ừ. Con này ngồi uống nước thì phê lắm. Năm sớm mở bát video chợ Vạn Phúc phiên đây mới là phiên chính thức đầu tiên này. Lúc trước thì chỉ có một số nhà vườn mấy anh em nhỏ nhỏ đi lấy khí mùng 5 thôi. Hôm nay là mùng 10 phiên nó to hơn rồi. Đấy, cả nhà khi cô chú ý chị xem chợ rộng rãi, cây cối cũng tương đối rồi. Đấy. Sung rất nhiều nhá. Đầu năm thì anh em hay mua sung, mua lộc. Rồi còn như anh em chúng tôi bonsai thì chả kể mùa nào cứ múc hết. Cây nghệ thuật đấy của ai đấy? Nghệ cương à? Bình. À. Cương bình. Ghép lại cho nó vân được thì giỏi. Đây là hai thân đẹp đấy nhỉ. Trồng từ xa quá hay. Đúng không? Cái này nghệ nhân là giao lưu bao nhiêu đấy ạ? Em đôi. 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Đấy, hợp lý. Hai thân mới hay. Làm rất là kỹ rồi nhé. Rất hay nhé. Thành công chứ, thành công rồi. Ngon. Ôi giời. Cứ kiếm là mọi người. Kiếm là thành công rồi rồi. Anh ạ. Sức khỏe. Tay bác nào cũng rắn chắc là được rồi. Năm sớm. Ai à, đôi ruối kinh anh à. Đôi ruối đấy mà ông là nhà mới là chấn chảnh là chuẩn đấy. Hay quá. Rất cân nha. Cái này là phải mua cả đôi rồi. Cả đôi đấy là nghệ nhân báo bao nhiêu tiền? 18 triệu. Số đẹp. Đấy. Quân trâu. Đúng rồi. Rất kỹ nha. Đố kiếm được đôi chuối nào làm dáng long cái này này. Đấy. Chà. Năm nay vụ đào có ăn thua được không anh? Vụ Tết. Không thua. Gọi là không đột phá nhưng mà đột có công. Này đúng gu của ông Tị đây này. À thế à. Em vườn nhau rồi đấy. Si. Rất xinh nhá, sụn. Nhìn thì giả lắm đấy. Thế là có mua được cây nào ở chợ Vườn không? Có. À thế đi là phải có lộc. Đấy là mua may rồi. Mua may bán rủi. Có bán có mua. Thế hay quá. Thế mới đúng tinh thần mua may bán rủi. Em bao năm rồi dình mà chưa đi được chợ Vườn. Lấy lốt cho mùa giải cho năm rồi. À lấy lốt rồi. À. Lấy lốt đẹp ở trong rồi. Nhưng mà đấy là nó bán nhiều ngày hay là chỉ một ngày? Hai ba hôm thôi. Hai ba hôm. Năm mà đi rồi. Đây là cây gì đây? Du à? À đang nở. Ví dụ như cây này thì nghệ nhân giao lưu bao nhiêu? Triệu rưỡi. Còn cây này, cây 6 triệu. Sụn này. Đấy. Quá hay. Quá ấn tượng. Bây giờ hết hàng tiền đạo này xem nào. Đây. Cái này lá đẹp quá nha. Lá chảy nha. Lá mà đẹp ngang với tích giang đấy. Đốt răm nghe giống lắm. Nhìn nhiều lúc này nhầm với nở bệ. Cái này đôi tháng nữa lồn ra nó mới đẹp. Cái này là đầu ba đây đúng không? 28 triệu. Đấy, anh em loanh quanh 28, 30 gì đấy, 28. Có thương lượng đầu năm. Nhưng mà nhẹ nhẹ thôi. Chất liệu rất đẹp nhá. Đấy. Cái này thì anh em mà theo dõi thì cũng biết rồi. Sụn. Sang xịn mịn. Đấy. À một đôi tùng rồi. Hai tùng hai bên.
Đấy, anh em nào yêu thích thì liên hệ 09 gì nhỉ? 097 515 6620. Sớm hơi buồn sụp cuối. Hỏi giá tham khảo anh em một số cây thôi. Nhiều khi anh em tư duy thiện trí vồ nhau ghi lại dễ lắm. Anh em cũng mạnh dạn đầu năm là dễ mua lắm. Đã thích rồi mạnh dạn cứ gọi điện là mua được. Cứ gọi điện thôi, không phải ngại. Rồi anh em bán cây mà có người gọi là chúng tôi là vui lắm. Anh em không đừng có ngại. Đến được với nhau là quý. Si đây. Trời. À đấy, đầu năm phải ăn con này này. Con này là đầu 2 nha. Đầu 2. Cửa tiền đầu 2. Đó. Rất mượt. Rất sung luôn. Lạnh, tay hơi run anh em. Mai, xứ Thủy. Một năm mới lại thực sự bắt đầu rồi. Anh em khoáng lên cho cây cối nó sôi động đi. Đắt rẻ như nào không biết, nhưng mà lúc nào giao dịch là nó vui. Cái thị trường cây nó không bị trứng anh em ạ. Chứ anh em chơi cây là mình nên xây dựng. Ai đoán đắt bán rẻ khi nào không biết, cứ thấy giao dịch là thị trường cây nó ok. Đó, cây sung này. Người ta bán bạc tỷ bạc trăm kệ. Như thế là phấn khởi. Mình chơi mình cũng có lợi. Cái tài sản của mình nó nâng lên. Sung này. Rất khỏe, cây sung đang rất khỏe. Đúng kiểu đang rất sung luôn. À, đây. Đấy, bác cả có người hỏi giá. Ui, hôm nay nhiều tùng đẹp quá. Con này ngồi uống nước thì phê lắm. Không làm gì được. Em nói cho anh lấy rồi. Nước tí thôi. Bắt đầu. Làm câu sáng ra bán hàng. Không có người mà chung Việt mà. À, Việt à? Quê nó làm mẹ gần chục năm cây rồi đấy. Làm đây, con này với con kia mà làm một cặp được đấy nhỉ. Đấy. Con này thì nghệ nhân giao lưu bao nhiêu đây? 16 hiu, 16 chay. Đấy, con này mà mới gãy gãy ra một tí nữa nhá, chó nổi cái bệ này lên này. Gì phết đấy. 16 chày. Đó là phê luôn. Giá. Giá 1.2 triệu khai xuân đấy. Giá và kết lắm rồi đấy. À, nghệ thuật cơ mà nhá. Đẹp kia. Cây này cây nào cũng khỏe là mừng rồi. Có cái tí sân bãi cái nó khác hẳn cây nhá. Cốt rất già, rất đẹp. Rất sáng. Này con si nào nhìn cũng yêu nhỉ. Cặp này vừa ở cây nào ra đấy? Cặp này bán cái cổ ra. À vừa bán rồi à? Đâu bán ở chợ. À. Lúc tí bóng cầm. Cây gì mà vào chậu nhỏ thế? À đây để xem cái đôi long này. Đôi long rúi này. Vàng anh mộc. Vàng anh mộc rất cân nhau. Đấy. Xanh thì nhiều, dưới đố thấy.
dưới. Dưới là giáng long thì gần gần như lần đầu mình nhìn thấy cặp này. Làm về nhà mới mà làm nuôi này chấn chảnh thì thôi rồi. Cái cây long quan trọng nhất là cái tử cái này rất là đẹp. Ok. Nhiều cây long thân mẹ rất đẹp nhưng mà tử lại chưa có. Giờ hoặc là đang yếu ớt. Nhưng con này tử rất là ngon. Chân bệ đẹp. Quả phúc rất đầy. Đây. Đây đấy. Mẹ cũng thế. Con là con đẻ hết. Con đẻ đấy. Chứ không phải con xin đâu. À. À, nó cao độ khoảng 1m2 không? Chắc chả đến đâu. Không đến, khoảng 1 mét. Người mình hết 7, chậu như thế này 50 rồi. Đây, mặt trời đây. Chính rồi. Đấy. Nó cũng khoảng độ 1m1, 1m2 đấy. Đấy, tầm rồi. Cái mốt bên hai quay đầu. Đấy, xem. Thấy chưa? Làm một đuôi muối này không phải đơn giản. Rất cần đấy. Làm một đuôi. Đấy. Ấn tượng đấy. Bằng cái phôi xanh nhỉ. Đấy. Mai được cả cặp, được tác phẩm. Chơi hai bên nhà thờ cũng đẹp. Rất nhiều đồ để anh em lựa chọn. Đấy, nhanh lắm. Đấy, rất xị này. Xị. Dáng dấp như người lớn. Cốt này là cửa tiền nào nghệ nhân nhỉ? 9 triệu rưỡi anh em nhé. Vâng, chúc ông nhiều sức khỏe, phát tài phát lộc. Và Tết mà vẫn có người gọi thăm vào nhà ông đấy, không biết có vào. Cây ruối có thằng nào hỏi chưa? Chưa. Cây ruối cong cong ấy. Cây ruối cong cong ấy. Mấy thằng gọi cho nó. Không đến à? Gọi mà không đến à? Chắc sắp Tết quá không đến được. Đấy, gian hàng của Nghệ Cương thôi. À còn bên này nữa. Anh à? Năm mới. Chúc nhiều sức khỏe nhá. Phát tài phát lộc anh em ơi. Gậy cối đắt hàng. Đấy. Như này. Em này giá rẻ bất ngờ đây đúng không? Đây. Giá rẻ bất ngờ, giá rẻ giật mình. Vườn hôm qua kia đã sắp đặt rồi. Dạ. Vườn đã sắp đặt rồi. Ông định làm biệt phủ hay là gì đấy? Hết thằng này làm nhà này. Ai chà. Sắp đặt hết rồi, trên 10 triệu. Như ông làm cho ông hay ông làm cho ấy? Làm hai cái rồi đấy. Ai da, úi xời rồi, ông tàu. Nhất ông ấy. Mất mớ tiền rồi. Tập. Ông tầm này tuổi mà ông còn làm cho mỗi ông con trai một cái nhà thì quá là ngưỡng mộ ông luôn. Mà tầm này mà làm nhà thì không phải là làm nhà bé đâu. Công nhận ông Nhạn đại gia ngầm đấy. Đây, đầu năm mua lộc nữa, lộc vừng đây. Hai ông con nhà ông là nhất đấy. Tầm này tuổi bố làm cho hai ông mỗi ông một cái nhà riêng quá đẳng cấp, dẹp cả vườn cây để làm được. Ôi, chỗ nhà ông Nhạn đất đẹp lắm, đúng như ngã ba đường, ngã tư đường luôn, bốn mặt tiền, ba mặt tiền, kinh khủng. À đây, em này mới đây. Trời, kết lắm rồi này. Nhích tí nữa là xong đấy bạn. Em nói với anh là em
lấy của anh Việt 1 triệu rồi. Bổ kết lắm rồi đấy nhưng mà hòa phát à? Thép hòa phát. Thép hòa phát. Thép hòa phát mà không không. Thép hòa phát. Thép hòa phát. Để xem thép hòa phát hôm nay thế nào. Không, không đủ tiền trang đi. Anh mẹ còn phải kiếm. Kiếm thì anh con này em lại anh để thì em bán thì em kiếm. Đầu năm mới có chẳng có lẻ thế không? Tính nhanh thế. Đây đây nhỉ. Đấy. 1,1 triệu đấy mà chưa xong. Với Tùng cơ. Nên chắc là bác ấy lấy thôi. Cái tâm lý này là kiểu gì thì bác ấy cũng lấy thôi. Rồi, anh em cứ chờ xem nhá. Rồi, đã xong gian hàng của bác Cường, Nghệ Cường.